Webu.shop.net, shop bác tự động 100%, các vòng quay quân huy tỷ lệ nổ hũ cực cao. Nick Free Fire, nick liên quân giá thấp nhất thị trường. Truy cập ngay Webu.shop.net, link ở dưới phần mô tả nha anh em. Dự đoán One Piece Chapter 1057, Zoro nhận kiếm mới, người bí ẩn Kid nhắc đến là ai? Yo, xin chào 500 anh em bạn hải tặc xăm soi đã trở lại với channel của mình. Lại là Captain T Soi đây. Một tuần không có chap mới, chúng ta tha hồ có thời lượng để chém gió, dự đoán những diễn biến tiếp theo của trong chương 1057. Tình hình rất chi là tình hình, thời đại mới bùng nổ với sự ra đi của hai tứ hoàng thế hệ cũ. Giờ đây, trật tự bị đảo lộn một cách chóng mặt. Ai lại nghĩ được, có ngày cái đầu hải quân bị truy nã bởi cướp biển. Chuyện thật như đùa. Thế giới còn xảy ra những tình tiết không tưởng nào nữa đây. Địa điểm nào sẽ là lựa chọn cho bước đệm Rap 10? Mời anh em cùng xăm soi trổ tài tiên đoán One Piece Chapter 1057. Zoro nhận kiếm mới, người bí ẩn Kid nhắc đến là ai? Get go thôi! Yamato thực hiện thử thách. Kết thúc một chuyến phiêu lưu mạo hiểm, mở ra một chặng đường mới, được dự đoán nhiều trông gai hơn. Băng mũ rơm chia tay Samurai Wano, nhưng lại có thêm một thành viên mới, Yamato, con trai tứ hoàng Kaido. Ấy vậy, cô vẫn chưa chính thức được vào băng. Ngay cả Luffy và các thành viên còn chưa công khai chấp nhận sự hiện diện của quái thú ba đầu trên tàu. Điều ấy thầm ngụ ý rằng, muốn trở thành thành viên thứ 11 trên tàu Thousand Sunny, cô gái ấy cần vượt qua một bài kiểm tra như cách dâu trắng từng làm với Oden năm xưa. Chắc chắn, nó sẽ đơn giản hơn nhiều, chứ không phải kiểu để Oden đu dưới nước suốt 3 ngày 3 đêm. Cỡ Yamato 3 phút thôi là chỉ mất luôn. Cô làm méo gì biết bơi đâu. Ngày băng Uzum đón thành viên mới sắp đến rồi. Không thể chờ đợi thêm được nữa. Anh em Luffy sẽ ra thử thách gì cho người bạn mới đây? Với tư cách con trai cựu tứ hoàng, không thể nhẹ nhàng quá cho cô gái cú cô gái này được. Biển cả rộng lớn đang chờ đợi Yamato khám phá. Giờ đây, chúng ta có thể tưởng tượng ra trong đầu cây hải mới xuất hiện. Người chưa bao giờ được dòng buồm ra khơi. Cô chẳng khác gì một phiên bản thứ hai của Oden. Đảm bảo một điều rằng, nàng thơ còn ngây ngô hơn cả vị tiền bối. Cơ mà bắt chước gì cũng được, đừng học Oden sinh ra hai đứa con trên tàu nhá. Thế thì... cùng chờ xem chapter 1057 có phải chapter mới đánh dấu bằng mũ rơm tăng thêm số lượng không nhá. Zoro nhận kiếm mới. Wano kết thúc, clan Mugiwara trải qua một trận chiến dài hơi, họ cũng phải có những thành quả xứng đáng. Luffy được treo thưởng cái giá 3 tỷ với danh hiệu tứ hoàng. Một con cưng như Zoro, ác dành riêng cho anh, làm sao mà thua kém được. Ngoài tiền truy nã được dự đoán vượt qua cả kinh hỏa hoạn, đầu tàu khả năng cao sẽ nhận thêm một thanh kiếm mới để xứng tầm với chỉ huy số 1 clan tứ hoàng. Có hai ứng cử viên hàng đầu chúng ta dễ nhận ra, Nidai Kitetsu và Susui. Cả hai đều rất phù hợp với đẳng cấp đầu tàu con cưng thời điểm hiện tại. Theo mình, Susui có hơi quá tầm một chút vì anh vẫn chưa thể biến Enma thành hắc kiếm. Lỡ như được tặng thu thủy sẽ khiến Zoro đốt cháy giai đoạn này, không khai thác hết được sức mạnh bản thân để tạo ra một thanh kiếm có lưỡi đen. Ngược lại, Nikai Kitetsu là phiên bản nâng cấp của Sandai Kitetsu, thanh kiếm đồng hành cùng anh từ phần Logutao đến giờ. Trải qua rất nhiều trận đấu cam go, đã đến lúc nó được nghỉ ngơi rồi. Sandai và Nidai đều thuộc chế tác ông lão thợ rèn Hitetsu, người thực chất là cựu tướng quân Wano, Sukizaki. Sẽ rất phù hợp khi mà Sandai được trao lại để ông rèn giũa nó. Nói kiểu gì thì thanh kiếm này bị sứt mẻ phần nào dù Zoro đã cố gắng bảo vệ. Nidai Kitetsu sẽ là phần thưởng mà Sukizaki dành cho ân nhân kiếm sĩ bằng mũ rơm. Có khả năng cựu tướng quân cũng sẽ là người tiết lộ thân phận thực sự của Zoro sắp tới đây. Đối với đầu tàu, anh để ý thanh Nidai từ lúc mới gặp lại Luffy ở Wano. Nếu có cơ hội, làm sao anh từ chối món hời này được chứ? Quá tuyệt vời khi phần Wano giúp Zoro có được hai thanh Meito đại bảo kiếm. Nhưng đây sẽ là cuộc chia tay khá khó khăn với thanh Sandai Kitetsu, một chiến hữu đồng hành trên chặng đường rất dài từ Logutao đến đảo quốc Samurai. Quả thực sản phẩm của Hitetsu toàn là hàng tuyệt phẩm. Bí ẩn người Kid nhắc đến. Trong chapter trước 1056, khi nhận được bản photocopy Road Poneglyph từ Law, Kid hiện tại cũng có hai tấm như bác sĩ luật. Anh muốn bản thân không bị bỏ lại phía sau. Thuyền trưởng băng đồng nát bàn với Killer về việc sẽ đuổi theo người đó để có thể đột phá trong hành trình đoạt lấy One Piece. Dù bị Luffy tra khảo thế nào, Kid cũng nín mỏ, không hề hé môi nửa lời. Xem ra người mà Captain Kid vẻ trải nhắc đến rất quan trọng trong thời gian tới. Chỉ có một thông tin duy nhất anh tiết lộ, người này có một vết bỏng lớn trên cơ thể. Nani? Ngay lập tức, chúng ta thấy phản ứng của Law và Robin. Họ dường như đang nghĩ đến cùng một người. Quả là tầm đầu ý hợp. Tất nhiên, không phải bà vợ Tetsuro của Kinemon đâu. Người cũng vừa được xác nhận là bị bỏng khi làng Okore bị đốt sạch. Vậy còn Akainu thì sao? Điều này càng khó xảy ra, trừ khi cho đỏ có thằng con trai là siêu tân tình 3 tỷ có màu tóc đỏ.
Bagoda miêu tả phản ứng sửng sốt của Robin cho thấy đây là một nhân vật có liên hệ mật thiết với cô. Còn ai ngoài cựu đô đốc Aoki gì được nữa chứ? Chỉ có Kuzan mới làm nhà khảo cổ khơi lại nhiều kỷ niệm đến thế. Nhưng chim chị xanh có liên quan gì đến Kid? Không lẽ họ có liên hệ gì sao? Chuyện này đâu phải khó hiểu khi mà Kuzan đang là đồng minh hợp tác với Tứ Hoàng Dầu Đen. Rất có thể Robin sẽ nói cho Luffy biết về gã bí ẩn mà Kid nhắc đến trước khi bằng mũ rơm ra khơi. Sẽ càng thú vị hơn nếu bản thân nhà khảo cổ phát hiện ra từ lâu cựu đô đốc đã trở thành gián điệp hai mang giúp đỡ quần cách mạng. Không có gì lạ nếu Aokiji và Dragon từng là hai người bạn tốt với nhau. Anh em nghĩ sao về người Kid gọi hôn ở chương 1056? Còn ai có thể khác hơn được không nhở? Comment bên dưới cho mình biết nhá. SSG được giới thiệu. Giữa thời đại mới, thế giới biến động dữ dội với sự lên ngôi của các siêu tân tinh. Thủy sư Akainu thừa nhận nhiệm vụ quản lý hải quân ở thế hệ này không hề dễ sơi tí nào. Về phía chính quyền, họ vừa bị quân cách mạng làm một vố đau với vụ việc gây ra náo loạn tại thánh địa Marijoy. Bản thân tổng Samuel Sabo còn được phong danh hiệu viêm đế. Sức ảnh hưởng vượt cả thủ lĩnh Dragon. Thời đại mới đang chứng kiến sự lấn lướt của các hải tặc và quân cách mạng. Chính quyền thế giới cần làm điều gì đó để lấy lại vị thế của mình. Từ sau khi tổ chức Thất Vũ Hải bị xóa bỏ, họ như mất đi cánh tay đắc lực cân bằng đại hải trình. Mới đây, cánh tay phải hải quân còn bị truy nã bởi thằng hề Bucky. Quá sức chịu đựng lắm rồi. Cách duy nhất để cải thiện uy tín của mình, chính quyền cần tung ra con bài tẩy tổ chức khoa học SSG mà họ đã chuẩn bị suốt nhiều năm nay. SSG, cái tên thay thế xứng đáng cho Shichibukai, tổ chức được Fujitora ca ngợi không cần phải phụ thuộc quá nhiều vào những tên hải tặc khốn kiếp nữa. Rõ ràng, đó chính là cán cân mới giúp cho chính phủ có thể củng cố sức mạnh. Có thể SSG sẽ được nhắc đến trong chương 1057 hoặc vài chap nữa. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có cái nhìn khái quát hơn về cách mà chính phủ, hải quân đang chuẩn bị cho chiến tranh trên mọi mặt trận, như cái cách thủy sư Akainu đã tuyên bố ở chương 1054. Cuộc chạy đua Road Poneglyph. Sau 25 năm, Oda khẳng định đây mới thực sự là giai đoạn cao trào nhất cho việc truy tìm kho báu One Piece. Mất 1/4 thế kỷ để ông hoàn thành trailer cho đứa con cưng. Ngầu phết đấy. Ba vị thuyền trưởng thời đại mới bắt đầu chinh phục chặng đường cuối cùng. Thứ được quan tâm nhất lúc này, các tấm Road Poneglyph. Mỗi người đều có ít nhất 2 đến 3 tấm. Kèo khá là căng thẳng rồi. Nhờ đi theo Luffy, lo tạo được hai phiến ở Zu và Wano. Trong khi Kid được lo quăng cho bản copy dưới Wano cổ, kèm theo tấm có được ở đảo bánh nhờ việc tra khảo một tư lệnh Charlotte. Captain Kid cũng sở hữu 2 tấm. Riêng thằng bên Luffy đang sở hữu 3 tấm hồng phiến. Chỉ cần thêm một Road Poneglyph nữa thôi sẽ đủ điều kiện để tới hòn đảo cuối cùng, Graten. Đây cũng là chuyến hải trình quan trọng nhất của thế giới hải tặc, khi mà các tên cướp biển hàng đầu sẽ không dễ gì để yên cho bằng mũ rơm đạt được ước mơ một cách dễ dàng. Hiện tại, ba clan siêu tân tinh chuẩn bị đi về ba hướng khác nhau. Họ sẽ không cùng trên một chiến tuyến. Kể từ đây, Luffy, Law, Kid sẽ cạnh tranh song phẳng cho tấm hồng phiến quan trọng nhất. Trong khi đó, những tứ hoàng như Sanji, Bucky, Dâu Đen chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng để chiếm lấy One Piece, kho báu vĩ đại nhất lịch sử. Dâu Đen hành động. Ba trong số 4 tứ hoàng đều được ưu ái nhắc đến trong thời gian gần đây. Luffy, Bucky, Sanji. Một kẻ như Dâu Đen đang ủ mưu gì khi hắn chưa hề thể hiện hành tung gì? Masoditis, người cạnh tranh số 1 với thằng bên cho danh hiệu vua hải tặc, với sự vươn lên của Luffy và Bucky, nếu không có gì thay đổi, Dâu Đen đang là kẻ bị tụt lại phía sau so với các hoàng đế biển cả. Số tiền truy nã 2 tỷ 2 của hắn hiện tại không còn tạo được áp lực như giai đoạn đầu time skip nữa. Tiền truy nã mới của bằng mũ rơm được dự đoán sẽ có vài cái tên chạm mốc gần 1 tỷ rưỡi của Luffy ngũ hoàng lúc trước. Trong thời đại lạm phát tăng cao, nếu không chạy đua nâng cao tiền truy nã, Dâu Đen sẽ hụt hơi ngay. Với một kẻ cá tính mạnh, đầy thủ đoạn như hắn, làm méo gì có chuyện đứng nhiên chờ sung dũng. Tình hình thế giới đầy biến động càng giúp Tít thích thú. Thời cơ quá tốt để hắn có những trò móc lốp đỉnh cao. Át rất cần một động cơ cụ thể để tên thuyền trưởng bằng Dâu Đen. Sau khi tấn công hụt quân cách mạng, hắn đang lùi một bước để tiến hai bước. Liệu rằng cả Dâu Đen và Aokiji sẽ cùng nhau tạo nên điều gì đó không tưởng chăng? Hòn đảo kế tiếp. Và cuối cùng, một thông tin ai cũng ngóng chờ. Hòn đảo tiếp theo bằng mũ rơm phiêu lưu đến sẽ là đâu đây? Khi mà gần như mọi độc giả đều khẳng định Enbap sẽ là phần tiếp theo trong saga Road to Rapten. Vương quốc người khổng lồ, đất nước nổi tiếng với những chiến binh thiện chiến, nơi được dự đoán sẽ chứng kiến cuộc hội ngộ của Sanji và Luffy. Bằng mũ rơm vẫn chưa quyết định được địa điểm tiếp theo trong chuyến hành trình. Ở chương 1056, khi ba kim chầm chầm tự ghi chỉ về ba hướng, Luffy đã bốc thăm thua và chọn hướng đi khó khăn nhất. Cơ mà có bao giờ thanh niên chọn hướng đi an toàn đâu. Trong cái rủi có cái may, đâu biết chừng đây lại là cơ hội mới. Còn hai vị thuyền trưởng LK đã may mắn rút được lá thăm có tuyến đường ngắn hơn. Sau một arc lớn như Wano, bác Oda thường có thói quen xả stress bằng một phần nhỏ mang đậm chất giải trí. Thời điểm đến Enbap còn tương đối xa, ít nhất là phải tầm mười mấy, 20 chap nữa. Mình rất hy vọng được nhìn thấy các chiến binh khổng lồ, bí mật vương quốc,
cùng cơ hội ngộ định mệnh giữa hai tứ hoàng chú cháu nhà họ. Yup, trên đây là video dự đoán One Piece Chapter 1057, Zoro nhận kiếm mới, người bí ẩn kít nhắc đến là ai. Như thường lệ, cùng đến với chuyên mục bình luận một cái gì đó hay ho, Art sẽ đọc nó bằng quả giọng chuyên cảm như đấm vào mồm của mình. Người vô danh. Có thể trận chiến thượng đỉnh sau này, Garp sẽ giúp con với cháu mình chăng? Biết được ông có sống tới đó không? Ngọc Long. Em nghĩ Kid sẽ gặp Cù Gian. Muốn thì muốn rồi đó, nhưng có gặp được không mới là một chuyện. Nhật Nguyễn Minh. Video hay quá, ấn like 1000 lần luôn. Được, hào hán, một lần thôi là đủ rồi nha. Như vậy là video đã kết thúc rồi. Nếu thích nội dung Art vừa chia sẻ, ấn nhẹ một like, đăng ký kênh để luôn ủng hộ Captain Sói các bạn nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại clip mới vào ngày mai. Bye bye. Wow wow wow, thuyền trưởng Sam Soi mở shop mô hình anh em ơi. Tới luôn với những mẫu hot hit giá rẻ như cho. Tất cả ở link vô tả nè. Vô thôi.